Chiều nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, nhằm ngày 10 tháng 2 âm lịch, Phó Đại sứ Ấn Độ, ông Rajesh Wiki, cùng Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivek Canada, Tiến sĩ Harissa đã có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Giáo hội Chủ quán xứ. Trân trọng đón tiếp và làm việc với phái đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế. Tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Ấn Độ cùng Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này, ông mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có kế hoạch cụ thể về mở rộng văn hóa giữa Ấn Độ và Giáo hội trong thời gian tới. Qua đây, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua Phật giáo, ông Rajesh Wiki và Tiến sĩ Harissa dự kiến sẽ tổ chức hội thảo về vai trò Phật giáo trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ nhân dịp Đại lễ Phật đản sắp đến. Bên cạnh đó, vào ngày 21 tháng 6 năm nay, ngày Yoga Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử tham gia các hoạt động yoga và thiền định. Việc làm này thể hiện sự thống nhất giữa tâm và thân, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tự chủ và hoàn thiện, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, là phương pháp toàn diện cho sức khỏe và an lạc. Trong những năm gần đây, bộ môn yoga đang ngày càng được yêu thích và phát triển tại Việt Nam. Việc phổ biến bộ môn yoga tới toàn thể tăng ni, cư sĩ Phật tử và người dân Việt Nam vừa góp phần rèn luyện sức khỏe, đồng thời còn góp phần kết nối giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc. Được biết, trong tháng 11 sắp tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có những hoạt động chào mừng Thủ tướng Ấn Độ sẽ chính thức đến thăm Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị chính phủ Ấn Độ rước xá lợi của Đức Phật sang Việt Nam vào dịp trọng đại này nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Ấn trong chính trị lẫn tôn giáo.